Xin chào, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Bóc Tech. Hôm nay thì trên tay mình đây là Xiaomi Redmi 12C, một chiếc máy thuộc phân khúc giá rẻ mới của thương hiệu Xiaomi. Và có lẽ là trong video này chúng ta sẽ cùng bóc hộp con máy này và để xem là ở trong cái mức giá quá rẻ, nó chỉ khoảng 3 triệu đồng thôi, thì nhà sản xuất tới từ Trung Quốc này sẽ cho chúng ta những cái gì. Thì hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau intro. Và chắc chắn rồi, nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình, đừng quên bỏ lại một like, một share, một subscribe để có thể ủng hộ mình trong những cái nội dung video sắp tới nhá. Rồi, trước mặt anh em đây là hộp của chiếc Xiaomi Redmi 12C. Đây là phiên bản chính hãng nha mọi người. Và cái hộp này nó khiến mình khá là liên tưởng, bởi vì đợt trước mình dùng khá là nhiều con Xiaomi ấy, thì cái hộp của nó cũng là cái hộp màu trắng như thế này. Bên này thì chúng ta sẽ có chữ là Redmi 12C, bên dưới sẽ có With Your Favorite Google Apps. Có nghĩa là cái chiếc máy này đã được hợp tác với Google để cài những cái ứng dụng sẵn vào đây rồi. Dưới này chúng ta sẽ có màu Graphite Gray, đây là màu xám. Ngoài ra chiếc máy này thì sẽ còn hai màu nữa, thoải mái để anh em có thể lựa chọn luôn. Và phiên bản mình có trên tay đây là phiên bản 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Và đây là phiên bản có thể coi là thấp nhất rồi, cũng như là phiên bản có cái giá ngon nhất để anh em có thể sử dụng. Và thực ra thì xung quanh hộp nó cũng chẳng có gì cả, cái hộp nó đơn giản chỉ thế mà thôi. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp cho anh em xem. Và đây, trước mặt các bạn đang là chiếc Redmi 12C phiên bản màu xám, được bọc trong một cái túi ni lông nhìn rất là cẩn thận. Tí nữa thì anh em sẽ nhìn kỹ vào nhân vật chính này sau nha. Mình sẽ để tạm nó ra đây. Cái hộp của nó khá là dày, mình nghĩ là bên trong thì nhà sản xuất vẫn tặng cho chúng ta sạc này, cáp như bình thường thôi. Đúng thật, nhà sản xuất này đúng là không có tí bảo vệ môi trường nào cả, vẫn cho chúng ta sạc cáp nhìn rất chỉn chu và cẩn thận. Và đây là một điểm mình rất là thích. Khi mà người tiêu dùng mua thì có thể là với những cái anh em người trẻ như chúng ta ấy, thì thấy chả cần thiết đâu. Nhưng mà khi mà chúng ta mua tặng người thân, mua tặng người nhà thì đây là những cái thứ phụ kiện phải nói là vô giá luôn. Họ bớt phải ra ngoài mua những cái sạc ngoài, bớt phải mua những cái cáp ngoài, mà đồ chính hãng thì bao giờ anh em biết thôi, nó yên tâm hơn. Để mình xem đây là sạc bao nhiêu watt nào. Đây là sạc 10W 5V 2A, cũng không phải là một củ sạc nhanh, nhưng mà với quà tặng kèm mức giá rẻ thế là ngon lắm rồi. Mình sẽ để củ sạc ở đây nha. Ngoài ra thì ở đây chúng ta không còn gì nữa cả. Bên dưới cũng chỉ là cái hộp thôi. Bên này chúng ta sẽ có một que chọc sim này. Và không biết là nhà sản xuất này có cho thêm chúng ta một cái ốp không nhỉ? Thế thì tuyệt vời lắm ấy. À không có ốp các bạn ạ. Mọi thứ nó chỉ là một cái que chọc sim mà thôi. Nhưng mà mức giá rẻ mà chúng ta cũng không thể đòi hỏi được nhiều. Bây giờ mình sẽ để sạc cáp này sang một bên. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu chiếc máy. Rồi. Hiện tại thì theo như mình tham khảo mức giá của chiếc Xiaomi Redmi 12C này tại các cái chuỗi cửa hàng hệ thống lớn ấy, thì mức giá của nó chỉ là khoảng 3 triệu thôi. Quá rẻ, thậm chí là anh em mà đặt hàng sớm ấy, còn có cả những cái voucher trừ tiền. Đấy, mình thấy là một cái mức giá 3 triệu là mức giá mà gần như ai cũng có thể tiếp cận được hết, cũng như là nó sẽ khá là phù hợp dành cho bạn nào mà muốn tặng cho phụ huynh, ông bà, bố mẹ, hoặc đơn giản là các bạn chỉ là học sinh thôi, các bạn muốn mua một chiếc máy để có thể đảm bảo liên lạc, giải trí. Thì đầu tiên nha, cái cảm nhận đầu tiên của mình về con máy này là sờ cái mặt lưng của nó rất là thích. Theo như mình đọc thông tin thì toàn bộ chiếc máy này được làm từ chất liệu nhựa, nhưng Redmi thì khá là khéo léo, các bạn có thể nhìn thấy các cái vân dập nổi ở trên mặt lưng của nó này, nhìn khá là cao cấp, cũng như là cảm giác cầm nắm của nó cực kỳ là tốt luôn, và nó không khiến cho mình cảm thấy nó có một cái gì rẻ tiền. Thậm chí là khi mà mình sờ lên các cái khớp nối này cũng thấy là cái khớp nối của con Xiaomi Redmi 12C này làm rất cẩn thận. Xung quanh chúng ta sẽ có một cổng cắm tai nghe 3,5mm, khá là hay, giúp cho anh em nào mà đang có những cái tai nghe cũ thì hoàn toàn có thể tận dụng lại cái tai nghe của mình. Bên này thì chúng ta sẽ có một khay chọc sim ở đây. Và bên dưới thì chúng ta sẽ có micro này, cổng sạc này, cũng như là loa ngoài. Và cái chân sạc này thì như vừa nãy chúng ta thấy dây sạc là cũng đoán ra rồi, đây chỉ là chân sạc micro USB mà thôi, chứ chưa được lên cổng Type-C. Nhưng mà thôi, mức giá rẻ mà chúng ta không đòi hỏi được. Bên này thì chúng ta sẽ có thêm một phím nguồn này và tăng giảm âm lượng. Cảm giác bấm khá là tốt. Và đây là cái màn hình của nó, một cái màn hình 6.71 inch, mà có độ phân giải là HD Plus. Và tấm nền thì là tấm nền IPS. Mình sẽ đẩy sáng lên tí nào. Không có lỗi nào các bạn ạ. Thực sự là độ sáng khá ấn tượng ấy, không phải là thấp đâu. Bởi vì là hiện tại mình đang quay trong studio, hai bên là hai cái đèn sáng nhá. Nhưng em có thể thấy là mình đẩy sáng lên này là máy quay đã bắt đầu có hiện tượng cháy sáng rồi. Có nghĩa là cái độ sáng của máy này khá là tốt, nó giúp các bạn có thể ra ngoài đường mà kiểu nhìn không bị gây cảm giác khó chịu đâu. Còn về màu sắc cũng như là độ nét thì mình đánh giá là nó ở mức vừa đủ. Rõ ràng là với một cái độ phân giải HD Plus đi kèm với một cái màn hình khá to là 6.71 inch thì mình nghĩ là các bạn cũng không thể mong chờ được một cái chất lượng màn hình quá nét. Nhưng mà thực sự là với cái tầm tiền này, với cái chất lượng tấm nền như thế này thì mình đánh giá là rất cao rồi. Và ở trên này thì chúng ta có một cái camera trước, camera selfie 5 megapixel được làm dạng giọt nước. Mình chụp thử phát ra nào.
có sẵn những tính năng beauty rất là nổi bật của MIUI nha mọi người. Nhưng mà mình thì thường thường sẽ tắt hết những cái này đi. Wow, ảnh selfie đẹp phết mọi người ạ. Nhìn nói chung là chi tiết lên ổn, mặt miếc các thứ người nhìn vẫn có thể được. Và tất nhiên là với một cái chất lượng như này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Zalo này, video call này hoàn toàn là bình thường. Nói chung là ảnh cũng đẹp phết đấy, đùa đâu. Mặt mình đang tím tím này không phải là vì máy ảnh cân bằng sai đâu, mà là trước mặt các bạn đang có một cái đèn led tím. Đây, cái đèn led tím đang ở trước mặt, mình sẽ chụp thử luôn tấm này. Đó, các bạn có thể thấy cái đèn led tím trước mặt các bạn không? Mình thấy là ổn. Và tiện đang nói về camera sau của nó thì đằng sau các bạn có thể thấy là chúng ta có hai camera với cụm cảm biến chính là 50 megapixel ở trên, và cụm cảm biến dưới thì đây là một cái camera để đo độ sâu trường ảnh, có độ phân giải là 0,8 megapixel. Thực ra là camera này thì các bạn cũng không thể nào dùng trực tiếp được, mà cái tác dụng duy nhất của nó là hỗ trợ các bạn trong cái chế độ chụp chân dung như ở đây. Thì camera phụ này sẽ có tác dụng là đo độ sâu trường ảnh và giả lập lại cái chiều sâu đấy. Mình thấy là cũng là một cái thứ khá là hay ho khi mà ở trong cái tầm giá này, thì với một cái camera 50 megapixel và với cái chất lượng mình vừa chụp như thế thì cá nhân mình cũng chưa chê được cái gì cả. Mình thấy là 3 triệu mà chúng ta được cái chất lượng cam trước và cam sau như thế này là rất ok rồi. Và ở đây thì có một chi tiết nữa, đấy chính là chúng ta có cụm cảm biến vân tay ở đằng sau. Nhưng mà thay vì mà làm lồi lồi ra ngoài, nhìn nó khá là vô duyên, thì bây giờ Redmi đã đẩy nó vào trong cái cụm camera này. Mình thấy là nhìn nó liền mạch hơn, cũng như là nhìn nó ẩn mình hơn. Kiểu khi mà nhìn mặt lưng ấy, nhìn nó không bị lộ quá, đây là một cái cảm biến vân tay. Mà chức năng của nó thì vẫn là tốt, khi mà tay mình là một người mà tay cũng khá là to. Đây các bạn có thể thấy này, mình chạm vào khá là vừa, rất vừa luôn. Mình chỉ cần với cái tay lên là chạm đến, không cần phải cố, mà mình đang để tay ở đây chỉ cần chuyển qua là có thể sử dụng được cảm biến vân tay đấy rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến điểm cấu hình đi. Khi mà đấy vừa mở ra đã có cập nhật hệ thống rồi này, các bạn có thể thấy vừa mở ra đã có cập nhật hệ thống rồi. Thì về mặt cấu hình thì chiếc máy này đang sử dụng con chip là Helio G85 đi kèm với 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong. Mình thấy đây là một cái mức setup cũng như là mức cấu hình khá là ổn để các bạn có thể sử dụng, để mình thử tìm xem là nó có chế độ mở rộng bộ nhớ không. Có luôn. Đó là các bạn hoàn toàn có thể mở rộng, giống như là các bạn có thể mở rộng lên 3GB này. Nếu như bạn nào mà sử dụng nhiều những cái tác vụ nặng, các bạn muốn cái khả năng đa nhiệm tốt hơn, thì 4 cộng 3 là các bạn sẽ có tổng cộng là 7GB RAM, khá là ổn rồi. Và những cái tính năng của MIUI ở đây thì các bạn vẫn còn này, như là lối tắt cử chỉ này, chế độ một tay này, khá là nhiều các cái thứ để các bạn có thể nghịch cảm ở đây. MIUI mà luôn cho chúng ta được khá là nhiều những cái tính năng ở trong này. Và hơn nữa thì theo như nãy giờ mình trải nghiệm ấy, mình thấy là nếu mà để so một cách công tâm nhá, thì mình thấy là cái MIUI ở trên những mẫu máy giá rẻ này, cao cấp thì mình không dám nói, nhưng mà MIUI ở trên những cái mẫu máy này, cảm giác dùng nó vẫn chưa được gọi là quá mượt. Và có lẽ đây là điểm mà anh em chúng ta phải chấp nhận thôi, khi mà bỏ ra một cái mức giá tiền khá là vừa phải và cái chất lượng máy như thế này là mình đánh giá nó quá ổn rồi. Và về mặt pin thì chiếc máy này có một viên pin cực trâu, đấy là 5000 mAh. Đây là một mức pin mà thật sự là với con chip Helio G85 anh em có thể dùng đến hơn 2 ngày là chuyện quá bình thường luôn. Một cái mức pin khá là tốt và rất là phù hợp cho những cái bạn nào mà cần để cầm máy đi ra ngoài học này, hoặc là mua cho bố mẹ, ông bà, phụ huynh, những cái người mà không có quá nhiều những cái thời gian, hoặc là không có quá nhiều những cái kiến thức hiểu biết ấy, cần một chiếc máy pin trâu là đủ, thì đây chính là con máy có thể đáp ứng được cho các bạn. Rồi, tổng kết lại trong video này, mình thấy là Xiaomi Redmi 12C là một sự lựa chọn mà chúng ta rất đáng để có thể cân nhắc. Cái điều đầu tiên mình thích là máy nó chính hãng, đấy là điểm đầu tiên mình thích rồi. Thứ hai là pin nó trâu, 5000 mAh, mà như anh em thấy mình vừa mở hộp ấy, là nó hoàn toàn có thêm cho chúng ta củ sạc và cáp ở trong máy. Đây là thứ mà khi mà mua máy cho bố mẹ, ông bà, phụ huynh là rất quan trọng này. Và thứ ba nữa là nó có một cái màn hình to 6,71 inch đi kèm với một độ sáng khá là ổn. Hai bộ camera của nó mình đánh giá cũng là ngon, không phải là một cái gì đấy tệ trong cái tầm giá này. Và không biết các bạn nghĩ sao về Xiaomi Redmi 12C, hãy cùng để lại một comment ở phía dưới nhá. Và video đến đây thì có lẽ cũng là hết rồi. Anh em nghĩ sao về Xiaomi Redmi 12C? Với cái mức giá chỉ 3 triệu thôi thì anh em thấy là những gì nó mang lại có xứng hay không? Hãy cùng bỏ lại một comment ở phía bên dưới video nhá. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.